À, dạ xin phép kính chào anh chị ạ. Em tên là Định ở Quận Tâm. Số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Thì hôm nay là ngày 4 tháng 3 năm 2021. Thì thưa cô anh chị, hôm nay anh em đi rừng về cũng được một ít các cái loại phong lan. Thì tụi em cũng làm cái video để giới thiệu đến cô anh chị. Thì hôm nay thì bao gồm các cũng nhiều các cái loại của anh chị. Thì tụi em sẽ quay kỹ các cái phần để cô anh chị sưu tầm và lựa chọn ạ. À, đầu tiên là cái gói combo cũng khá là nhiều loại với giá 130.000. Tiếp theo là các cái phần báo hỷ thì các phần 70-80.000, 90.000 thôi. Nói chung các cái phần này nó cũng giá mềm thôi. Tiếp theo là cái loại cắm cụ của anh chị. Cắm cụ thì cái loại này thì hoa thì nó cũng đẹp, khá đẹp và cái lá thì cũng đẹp. Tuy nhiên thì cái loại này tụi em bán rất là chậm của chị. Thành ra hôm nay tụi em bán xa ha. Thì với giá là 40.000, 40.000 một kg. Yeah. Tiếp theo là các cái phần kiếm tứ thời của anh chị, hay còn gọi là mạc thu á. Mạc thu thì một phần tụi em bán với giá là 80.000 như thế này, thì cũng khá là mềm rồi anh chị có nhu cầu sưu tầm và lựa chọn. Tiếp theo là các cái phần kiếm bà nà của chị, hôm nay có một dề bà nà to này, 320 này. Các cái phần nhỏ hơn thì nó giá nó sẽ rẻ hơn. Tiếp theo là cái vanda của chị, vanda rừng, loại này hoa màu nâu và đặc biệt rất là thơm. Thì tụi em bán kg với giá là 80.000, 80.000 một kg. Thì hàng này cắt tỉa rất là sạch sẽ của chị. Nói chung là cô chị mua cái mùa này cô chị mua rất là lợi. Vanda 80.000, 80.000 một kg. Thế là cái có một phần kiếm tụi em cũng thanh lý thế này. Một phần này cũng rất là nhiều của chị, 120.000. Thì nói chung là của chị về trồng được rất là nhiều kiếm. Thế là cái phần kiếm xích ngọc. Kiếm xích ngọc thì mặt kho cũng khá đẹp. Thì tụi em cũng đỡ mức giá cũng hợp lý của anh chị chọn. Tiếp theo cái phần kiều cam của chị. Thì cái kiều này ở khu vực tụi em thì nó thân nó hơi vuông của chị, hơi vuông, tuy nhiên là không vuông sát cạnh. Cho nên là người ta gọi là kiều cam, cũng không phải là kiều vuông đâu, nó kiều cam. Thì cái dòng này cũng có thể là nó ra cái kiều mỡ gà của anh chị. Nói chung tụi em bán đi thì cũng nhiều của anh chị số đã được cái kiều mỡ gà rồi. Thì nói chung cơ bản thì cánh trắng và hồng cam thôi. Còn của anh chị số ra kiều mỡ gà được thì tốt thôi, đó, thì đẹp hơn. Đây kiều cam này cũng khá là đẹp. Thế rồi cái phần trúc mành, hoàng thảo trúc mành của khu vực Tu Mơ Rông, thì cái dòng này thì cái đốt nó rất là lớn chị, và cái dòng này nó quý hiếm nữa. Thành ra cái mức giá tụi em đỡ thì nói chung thì cũng cố gắng đỡ mức giá hợp lý nhất để cho cô chị dỡ dành sưu tầm thôi. Tiếp theo là cái phần kiều cánh tua, hay gọi là thủy tiên tua, cũng một số nơi người ta gọi là hoàng thảo tua anh chị, bởi vì cái dòng này thì cái chuỗi hoa nó rất là giống với các dòng kiều, cho nên người ta họ gọi là kiều tua, nhưng mà thực ra nhiều người họ gọi là hoàng thảo tua. Cái phần từ nó đẹp rồi, bởi vì tụi em cũng cắt tỉa sạch sẽ rồi. Thế thôi các phần quế trắng tháng 8, hôm nay có các phần quế lá xếp anh chị, quế lá xếp và có một phần quế lá lướt thì nó rẻ hơn, còn lá xếp thì giá nó cao hơn. Thế thôi có một cái phần combo tóc tiên, hoàng thảo đen con tâm và đại bạch hạc, thì phần này 120.000, và các phần đại bạch hạc đến vàng, cái dòng hạc đến vàng thì một phần 80.000 như thế này thôi, cũng rất là rẻ, 80.000 phần. Thì con chị liên hệ đặt hàng thì có thể gọi trực tiếp đến cho em cái đầu số là 0973 821 799. Thì cái thời gian của chị chốt hàng thì từ hôm nay cho đến ngày mai của chị, thì nếu mà còn hàng thì tụi em sẽ chốt hàng và đóng gửi hàng đi. Hàng đến thì cô anh chị kiếm ra hàng trước khi nhận. Thì nói chung là cái hàng rừng thì với là hàng tươi thì đi cũng một số loại thì nó cũng lá nó cũng hơi vàng chứ cô anh chị. Thành ra cô anh chị cũng hết sức chia sẻ cái vấn đề này. Cô anh chị cũng hết sức cân nhắc trước. Thì đầu tiên tụi em giới thiệu đến cô chị cái loại là kiếm xích ngọc. Kiếm xích ngọc phần số 1 này, 100.000. Thì phần này nguyên dây này với giá 100.000 của anh chị sưu tập kiếm xích ngọc. Thì tụi em cũng sẽ cố gắng quay kỹ và của anh chị cũng lựa chọn và cân nhắc trước khi đặt, cho nên của anh chị để của anh chị nhận hàng cho thỏa mãn nhất cái thời của anh chị. Tụi em cũng rất là muốn của anh chị nhận hàng hài lòng. Phần số 1 kiếm xích ngọc 100.000, 100.000 kiếm xích ngọc. Thì cái dòng này tụi em cũng xin phép chia sẻ của anh chị, bởi vì hàng nhà em thì tươi thế này. Tuy nhiên thì cái dòng kiếm này kiếm lá mỏng chị, thành ra vận chuyển có thể nó héo xíu. Nói trong cái này thì tụi em cũng sẽ cố gắng giữ gìn cho con chị. Tuy nhiên thì cái đặc thù của cái loại thì
thì nó có thể nó mất nước một tí, còn chị cũng rất thông cảm. Phần số 2 là 90.000, cái này nghiêng về, nghiêng về là 90.000, sinh nhập số 2 à. Tiếp theo là cái sinh nhập phần số 3, phần này 100.000, số 3 100.000 nghiêng về, nghiêng về này, 100.000 số 3. Tiếp theo cái sinh nhập phần số 4, phần này với giá 8.000 này, 8.000 gồm 2 về, 1 về này, thứ 2 về, 2 về này con chị. Thì tụi em đã lựa rồi, đã lựa dù như cái phần nào mà kích cỡ nó đều đều thì tụi em đỡ chị về cái thả trồng ghép một chậu thì nó sẽ đẹp hơn, thẩm mỹ hơn. Số 4 là 80.000. Tiếp theo là cái sinh nhập phần số 5, phần này cũng 80.000, gồm có là 1 về này, 1 về, tiếp theo về số 2 này, bây giờ số 3 này, 3 giờ này, bây giờ là 80.000. Tiếp theo cái sinh nhập phần số 6, phần này là 90.000, phần này 90.000, phần này cũng khá nhiều của chị, gồm có là 1 về này, tiếp theo về số 2 này, về số 3 này, số 4 này, số 5 này, tiếp theo số 6 này, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11, 11, 11 giờ thế này, có giá là 90.000. Thì cái mặt kho thì tụi em cũng đã chuẩn bị giới thiệu đến con chị. Nếu mà con chị chưa tìm hiểu cái mặt kho này thì tụi em cũng giới thiệu được con chị tham khảo. Mặt kho cũng tương đối nó đẹp. Tiếp theo là cái trúc mật bà, của bà của vùng Tumorong của chị, Tumorong con tâm thì cũng thưa anh chị là cái dòng này thì nói chung là cái khả năng mà ra hoa thì hai màu thì rất là nhiều. Thì hai màu chủ đạo là màu vàng với nói chung màu vàng với màu một trắng chị. Tuy nhiên cái sắc tố tím thì nó rất ít, nó phớt tím ít ở chỗ cái cánh nó cũng không nhiều. Thành ra cái dòng này thì ở chỗ em nó cũng quý hiếm của chị. 100 tụi em bán 120.000 thì nguyên một dây này. Nguyên một dề cũng rất là nhiều thân và hiện tại thì có 2 thân tơ nguyên dề luôn. Số một phần trúc bài duy nhất 120.000. Tiếp theo cái phần kiều cam. Kiều cam như lúc nãy tụi em đã mô tả thì cái dòng này thì cũng có khả năng rơi vào cái kiều mở gà. Bởi vì cái thân nó hơi vuông, tuy nhiên là nó vuông nó không có sắc cạnh của chị. Thì cái dòng này thì cái hoa thì tương đối đẹp anh chị. Ví dụ như cái hoa này, cái chuỗi hoa nó thật là dài và các cái hoa nó xếp rất là khít, khít nó dày. Nói chung là cái loại này nếu mà con chị có dùng Zalo thì các bạn của em thì tụi em đã đăng tải một cái hình ảnh của một cái anh ở trong miền trong, anh phản hồi lại thì cũng kho cũng rất là đẹp. Thì cái phần này có giá là 200.000, phần này rất là đẹp của chị. Phần này bao gồm có nó một dê này. Rồi giờ này thì kích cỡ thì rất là to, gồm vẫn là một dề này. Nói chung cái phần này đẹp và tụi em thật sự cũng đỡ mức giá là nhìn hơn các phần kia chút. Tụi em sẽ giới thiệu kỹ, nếu mà được thì con chị cũng ủng hộ. Cái giờ này thân to và lá thì nó cũng tròn nhỏ này. Vừa là một dề này. Tiếp theo giờ số 2 này, giờ này cũng đẹp hết con chị. Tiếp theo giờ số 3 này, giờ số 4, giờ số 5, 5 giờ này, 5 giờ thế này, với giá là 200.000, kích cỡ đấy, vừa phải, kiều cam phía 1, 200.000. Tiếp theo cái kiều cam phần số 2, thì phần này 150.000, phần này thì gồm có này, 1 giờ, tiếp theo giờ số 2 này, giờ số 3 này, giờ số 4, số 5 này. 5 giờ thế này, với giá là 150.000, số 2 kiều cam. Tiếp theo cái kiều cam phần số 3 đây, số 3 thì với giá là 130.000 của anh chị. Phần này 130.000 nghiêng một về, nghiêng về này 130.000 ạ, phần số 3 thì cái này nghiêng về. Thì cái loại này thì hiện tại đang mùa hoa anh chị, cái mùa hoa nó đang nhú thế này. Thì cái giờ này thì khả năng phát hoa được 4 vòi hoa, nếu mà cái vòi hoa nó nguyên vẹn thì 4 vòi hoa. Tuy nhiên thì cái này thì khả năng vận chuyển đi vòi hoa nó có thể nó ảnh hưởng của chị. 130.000 cái chiều cam phần số 3 này. Tiếp là cái chiều cam phần số 4, phần này cũng tôi nói nó đẹp, 110.000 này. Phần này gồm có 1 giờ này,
Tiếp theo giờ số 2 này. Và giờ số 3 này. 3 giờ này. 3 giờ kiều cam thế này. 110.000 kiều cam phần số 4. Tiếp theo cái kiều cam phần số 5. Phần số 5 này với giá 140.000. 140.000 phần này đẹp nhỉ, một tiền. Tiếp theo giờ số 2 này. Giờ số 3 này. Giờ số 4. Và giờ số 5. 5 giờ. Nhưng có gì vừa trồng chậu xum xuê thôi, với giá là 140.000 kiều cam phần thứ năm. Tiếp theo cái kiều cam phần số 6, phần số 6 đó thì với giá là 150.000, thì bao gồm cả một về, tức là giờ số 2 này, giờ số 3 này, giờ số 4 này, giờ số 5 này, 5 tiếp theo giờ số 6 tiếp theo giờ số 7 7 giờ kiều cam thế này với giá 150.000 phần số 6 kiều cam ạ. Tiếp theo cái kiều cam phần số 7 thì phần này 130.000. 130.000 số 7 ạ. Phần này một phần nữa này, 130 cùng với một về ạ. Thế là về số 2 này, về số số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9. Tầm có 10 giờ các bạn ạ, có 10 giờ thôi. Với giá là 130.000 kiều cam phần số 7. Thế là cái kiều cam phần số 8. Phần này thì cái hàng kích cỡ nó ngắn hơn, là 140.000 như thế này. Nói chung phần này được nhiều giờ, nó lợi giờ hơn, gồm 1, 2 giờ, 3 giờ, 4, tức là giờ số 5 này, số 6, số 7, số 8, 9, 10, này. Số 10, số 11, 12 giờ, 13, này. 14, 15, 16, 17, tầm có 18 giờ anh chị. Nói chung là một phần thế này, anh chị về ghép trụ thì sẽ lợi hơn những cái phần này, 140.000 số 8. Tiếp theo cái em có một phần hoàn thảo tam màu sắc duy nhất thôi, với giá là 100.000. Phần này cũng khá là lợi và nhiều về được anh chị chọn. Hoàn thảo tam màu sắc, một phần duy nhất thế này thôi. Với giá 100.000. Tiếp theo cái các phần trúc mằn. Hoàn thảo trúc mằn của khu vực tôi mua trong quan tâm thì cái dòng này tụi em sẽ quay các cái đốt ở trên ngọn con gì xem, thì những cái loại này thì cái kích cỡ các đốt nó rất lớn của chị, con gì có thể so sánh ước lượng so sánh với cái ngón tay của em. Thì cái dòng này hoa nó khá to và nói chung là hoa thì cực kỳ đẹp luôn, và dòng này thì nó quý hiếm lắm con chị, bởi vì nó mọc trên những cái ngọn cây ấy, và nó mọc lé một hai nhánh thế này thôi, không phải mọc nhiều. Anh em mà leo lên thì lấy mỗi lần một ít thôi. Mất rất là tốn công, thành ra cái mức giá thì nói chung tụi em sẽ tất nhiên là sẽ cố gắng để cho nó hài hòa giữa người lấy lan và người bán lan. Nói chung tụi em bán thì chắc chắn thì cũng có lợi nhuận rồi. Và của anh chị sưu tầm thì nếu mà cái giá nó hợp lý thì của anh chị sưu tầm nó cũng dở. Phần số 1 trúc manh 150.000, thì cái dòng này thì cái mặt kho thì khá đẹp của anh chị. Mặt kho thì cái dòng này tuy là cái thân nó nhỏ, tuy nhiên là cái so sánh với cái kích cỡ ho với cái thân thì cái ho rất là to so với cái thân. Phần số 150.000, nói chung là như thế này mà ho ra thì sẽ rất là đẹp. Số 1 150.000 trúc mạch. Thế và cái trúc mạch phần số 2 phần này 130.000, 130.000 phần này. Nói chung là các cái phần trúc mạch thì cái bộ rễ thì tụi em cũng không có dám cắt tỉa nhiều của anh chị. Nói chung đó nghiên thủy anh em mà bóc về như thế nào thì tụi em sẽ đỡ như thế đó. Đây con chị về giờ trồng hơn, bởi cái dòng này thì cái bộ rễ rất là mỏng manh đó. Gồm có 2 3 4 5 giờ gì trúc mạnh vậy đó, 3. Thế là cái trúc mạnh phần số 3, phần này là 130.000, cũng tương tự con chị. Phần số 3 này là 130 này, trúc mạnh phần số 4 140.000 số 4. Tiếp theo cái trúc mạnh phần số 5. Con này 150.000. Số 5 150.000. Trúc mạnh phần số 6 là 150.000 luôn. Số 6 150.000. Trúc mạnh phần số 7. 130. Trúc mạnh phần số 8 130. Những phần này thì số lượng giờ nó nhiều hơn, bởi vì kích cỡ nó vừa phải thôi. Vừa phải con chỉ sưu tầm nữa. Trồng nó xâm xuê hơn, cái phần kia thì nó dài hơn. Thế là số 9 130 luôn. Thế này số 10 cũng 130 này, số 11
cũng 130. Tiếp theo các cái phần hòn thảo tua hay còn gọi là thư tiên tua anh chị, phần hay còn gọi là kiều tua, phần số 1 160.000, phần này là nguyên dê, nguyên dê thế này 160.000. Thì hiện tại thì cái mùa này là mùa hoa của cái dòng kiều này anh chị, thì nói chung là hoa nó dạng châm thế này, nó nở hoa màu vàng, cái mặt hoa là cái cánh nó tua, cánh tua và cái rau nó cũng tua luôn. Cái dòng này là khác với cái kiều môi tua anh chị, nó khác hẳn so với môi tua. Ở dòng này người ta gọi là hòn thả tua. Thì cái mặt hoa tụi em có chuẩn bị cái mặt hoa thế này, cánh tua, hỏng tua luôn, cánh tua người ta gọi là kiều cánh tua. Phần số 1 nghiêng một dề, nghiêng dề thì dề này rất là xâm xuê, nhiều thông tương tơ nữa, 160.000 kiều cánh tua số 1. Cái là cái kiều cánh tua phần số 2 này. Phần này một dề cũng rất là lớn, 180.000. Dề này thì nó xâm xuê hơn và cái thế này nó tròn hả, 180.000 số 2. Thế là cái kiều cánh tua phần số 3, phần này là 130.000. Phần này thì thân tơ cũng nhiều và cái thân nó cũng tương đối nhiều phần tơ nữa. Số 3 là 130.000. Thế là kiều cánh tua phần số 4, phần này là 170.000. Phần này hai dề đẹp không chị, một dề này, hai dề này, hai dề này, một dề, hai dề, hai dề, hai dề này cái kích cỡ nó ngắn hơn cái phần này, phần này, hai phần này 170.000. Tiếp theo kiều cánh tua phần phần số 5, phần này là 150.000 nguyên dề, nguyên dề cũng rất là nhiều cái thân tơ, 150.000 số 5. Tiếp theo kiều cánh tua phần số 6 này, phần này 120.000 cũng nguyên dề này, nguyên dề 120.000 số 6. Tiếp theo kiều cánh tua phần số 7, phần này là 120.000. Phần này anh chị, nói chung cái phần này rất là đẹp bởi vì thân nó to và khỏe, cũng có một dề này. Cái dề số 2 này, số 3 này, 3 dề này. Cái dề số 4 này, dề số 5, 5 dề, 5 dề này 120.000. Thế là cái phần kiều cánh tua tụi em có chia ra nói chung một phần thế này, và số lượng các cái thân thì chắc chắn thì nó sẽ đều các cái thân, cái dài nó chiều dài nó hơi đồng đều, để con chị về ghép lại nên phần giờ luôn. Đó, một phần thế này với giá là 80.000. Phần số 8, phần số 9, số 9 thì cũng tương tự như số 8 này, 80.000. Cái phần này thì nó rẻ hơn cái hàng nguyên dề. Đây, phần này 80.000. Thế là cái phần số 10, còn phần này cũng giá 80.000. Số 11 với giá 80.000. Số 12 80.000. Số 12 80.000. Tiếp theo cái kiểu bên tour số 10, 13 còn 80.000. Số 14 14 thì 70.000. Nếu 14, 15 thì cái số lượng giờ nó nhiều hơn bởi vì nó ngắn hơn vậy. Riêng hai phần số 14, 15, các phần còn lại thì nó thằng nó trung bình. Số 14 70.000. Số 15 70.000. Tiếp theo các phần quế trắng tháng 8. Quế trắng tháng 8 phần số 1 180.000. Phần này gồm có một cây này. Như thế này thì thôi cái kích cỡ nó tương đối lớn không chị. Gồm có một mẹ và một con. Tiếp theo cái cây số 2 này. Tiếp theo cây số 3 này. Cây số 4. Cây số 5 này. Cây số 5 này. Và cây số 6 này. Phần này 6 cây, 6 cây kích cỡ đấy. Quy giá là 180.000. Tiếp theo cái quế tháng 8 phần số 2. Thì phần này 170.000. Thì kiều quế tháng 8 hoa thơm của chị, thơm mà cái dòng này thì nó theo em thì nó không dở trồng nữa, và hoa không phải là trắng hoàn toàn chị, trắng đục á, vàng đục á, nó trong pha ít vàng nữa bởi vì cái hàng tài nguyên là như thế. Còn có một ngọn này, tức là ngọn số 2 này, tức là ngọn số 3 này, ngọn số 4 này, ngọn số 5 này, ngọn số 6 này. Con này 6 ngọn thế này với giá là 170.000. Quế tháng 8 phần số 2, phần quế xếp của anh chị, phần số 1 ngoài số 2 ngoài. Thế là quế tháng 8 phần số 3, phần này 160.000. Cùng có 1 ngọn này, 2 ngọn này. Thế là ngọn số 3 đây, số 4, số 5, 5 ngọn này, quế giá 160.000.
số 3. Tiếp theo ngày cuối tháng 8 phần số 4. Phần này là 150.000. 150.000 phần này bao gồm có là 1 ngọn này, 2 ngọn, 3 4. Đây 3 4. Tiếp theo phần số 5 ngọn này, 6 ngọn, 7 ngọn, 8 ngọn, 9. 9 ngọn với giá 150.000. Thì cuối tháng 8 nó rất là giá trị của anh chị. Nói chung anh em mà đi khai thác về họ cũng đều anh em cũng giá cũng rất là căng. Thầy tụi em cũng cân đối giá thì nó sẽ hợp lý hơn. Đó. Số 8 số 5 này 80.000. Còn có 1 ngọn này. Thế là ngọn số 2 này, số 3 này, số 4, số 5, số 6, 7 ngọn này, 8 ngọn, 9 ngọn, 10, 11, 12, 13. Thì phần này vì 13 ngọn hàng giống vậy. Thì phần số 5 tụi em thế là hàng số 5 là hàng giống 80.000. Thế là cái cuối tháng 8 phần số 6 phần này của quay lướt cuối tháng 8 cũng tuy là cũng cuối tháng 8 tuy nhiên thì cái lá nó dài thì mày gọi quay lướt cũng chỉ 80.000 luôn. Phần này gồm có là 1 ngọn này. Thế là ngọn số 2 này, số 3 này, số 4, số 5, số 6 ngọn, số 7, 8 ngọn nữa này. 8 ngọn này. Bây giờ 80.000 cuối tháng 8 phần số 6. Thế là cái combo gồm có 3 loại. Đó, gồm có tóc tiên, đen con tâm, đại bạch hạc. Thì đầu tiên tụi em giới thiệu cái phần tóc tiên. Thì tóc tiên em thấy nó nhiều vùng nó có cái nhiều mạch ho khác nhau của anh chị. Cái mạch ho của tóc tiên của khu vực Tu Mô Rông tụi em cánh trắng và họng màu vàng. Đây về ho hiện tại này. Hiện tại thì mùa này đang mùa ho của tóc tiên. Thì phần này 120.000 thì bao gồm có tóc tiên một cây này, tiếp theo cây số 2 đây, cây số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11, 12, 12, 13, 4, 15. Một phần tóc tiên nữa này, trong phần này thì con chỉ có thể ghép 2-3 chậu tóc tiên. Và có một dề, hai dề hoàn thảo đen con tâm của chị. Trên body âm con tâm NC cái tên là tên gì thế, gồm có hai dề. Tiếp theo cái hai dề đại bạch hạc, một dề đại bạch hạc, hai dề đại bạch hạc, hai dề đại bạch hạc. Thì cái phần này ba loại 120.000. Tiếp theo cái phần địa lan hạt đỉnh vàng, cái dòng này ho bền ho và ho thơm nữa, dở trồng 80.000 phần số 1, gồm có một dề này, hai này, ba này, 4 là 5 là 6 7 7 8 giờ này, với giá là 80.000. Tiếp theo kia đã đến vàng số 2 80.000. Còn 1 2 này, 3 4 5 6 7 8 9 10 giờ đó. Nói chung ba phần nó đều như nhau hết. Mỗi phần là 1 kg là 80.000 luôn. 1 kg với giá 80.000. Tiếp theo kia cắm cù. Cắm cù này là cắm cù lá tròn của chị. Cái lọ này thì cái mặt kho như thế này. Và lá thế này, nói chung tụi em phần này tụi em bán xa hàng với giá 40.000 một kg. Cái mức giá này mức giá tụi em đầu vào luôn anh chị, 40.000 một kg. Thế là cái kiếm bà nà thì cái dòng này nói chung bên em bán rất là nhiều của anh chị. Thì cái dòng này thì anh em họ khai thác thì nó hiếm càng rồi, thành ra thì lâu lâu thì mình có lại. Còn số 1 320.000 nguyên một dê, nguyên một dê này, dê này rất là nhiều tép, gồm có đây như thế này còn gì, sơm sơ luôn. Kiếm số 1 bà nà 320.000. Tiếp theo kia kiếm bà nà phần phần số 2 này, phần này 160.000, phần này nguyên dề này. Nguyên dề này, cái lọ này thì mùa này nó đang nụ hoa anh chị, cái dây này đang có nụ hoa, cái này 1 2 này, 3 4 tép vậy đó. 160.000. Tiếp theo kia phần này combo còn có hai loại kiếm bà nà với lại cái kiếm trung. Cái kiếm trung này một số nơi người ta gọi là kiếm hồng hòn con tâm của chị. Tuy nhiên thì cái loại này thì tụi em tra cái hoa lan Việt Nam.org thì người ta họ mô tả là kiếm trung của chị. Mặt kho thì nó cũng trùng với kiếm trung nữa. Gồm phần này gồm có 1 giờ kiếm trung này, 2 giờ kiếm trung, 3 giờ này, 3 dề kiếm trung, và
kiếm kiếm Banna thì được 1 dê, 2 dê, 3 dê và 1 dê nhỏ nhỏ này nè. Con này 110.000, này thì cũng chỉ chú tầm 110.000 thì cái combo 2 là kiếm. Thế là cái Vanda, Vanda Vanda rừng, cái loại này ho cực kỳ thơm của chị và ho màu nâu á. Thì cái này là 80.000, 80.000 1 kg. Thì các mặt hàng nhà em thì nói chung anh em họ mấy khai thác về thành ra cũng tươi không chị. Với lại tụi em cũng đã cắt cái tia sạch sẽ rồi. Thì cái mặt kho thì nói chung tụi em giới thiệu cái mặt kho đại diện thôi. Đôi khi cái mặt kho nó nâu nâu cỡ như thế này. Tuy nhiên thì cái mặt kho này tụi em tải trên mạng đôi khi nó cũng không có chính xác lắm. Nhưng mà kho nó tương tự như thế. Vanda 80.000 một kg. Thì cái này thì cái dòng này thì hoa mà kho nó dạng trâm của nhìn nó tương tự như các cái dòng tráng hương vậy đó. Tiếp theo là cái có một phần kiếm tụi em bán thanh lý với giá là 120.000. Cái phần này nói chung là rất là nhiều. Con chị lợi về làm giống thì nó sẽ rất là lợi, 120.000. Con này con chị gồm có này, 1 dê này, 2 này. Đây, nói chung phần này tụi em tính nó hơi lâu, tuy nhiên thì như thế này. Tụi em bán thanh lý mà nó cũng rẻ, kiếm 120.000. Tiếp theo cái phần kiếm kiếm tứ thời hay còn gọi là mặt mặt thu á, 80.000 một phần này. Thì một phần gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 gì đó. Thì cái phần này cũng khá rẻ thành ra tụi em cũng không có tính từng giờ kỹ làm gì. Số 1 80.000, số 2 cũng vậy. 80.000, số 3 cũng 80.000, số 4 80.000. Số 5 cũng 80.000, số 6 cũng 80.000 của chị. Nói chung các phần tụi em đã chọn lọc nó đều rồi. Tiếp theo các phần bảo hủy. Phần bảo hủy số 1 90.000. Phần này gồm có nó 1 dê, kích cỡ các cái thân to anh chị và thân tơ nó mập. 2 dê này. 3 dê. 3 dê này bảo hủy nó 90.000. Tiếp cái bảo hủy phần số 2 này, phần là 80.000. Gồm có 1 dê, 2 dê, 3 4 dê thế này. 4 giờ này còn 80.000 luôn chị. Tiếp theo cái báo hủy phần số 3. Số 3 thì 80.000 luôn. Còn này số 3 này, 1 giờ này, 2 này, 3 4 5 6. Nói chung khá nhiều ạ. Với thời gian hôm nay nhiều hàng tụi em quay nó lâu thành ra tụi em ước lượng thế này, 80.000 số 3. Tiếp theo cái báo hủy phần số 4, con này 70.000. 70.000 phần này cũng rất là nhiều anh chị, 70.000 phần bảo hiểm phần số 4. Tiếp theo cái gói combo này 130.000 của anh chị sưu tầm thì bao gồm có cái loại giáng hương, giáng hương một cây này, tức là cây số 2, số 3, số 4 cây này, dòng này cây lớn anh chị. Tuy nhiên một số cây nó hơi lợi cái lá đầu ngọn. Tiếp theo kia có một mấy cây Vanda nè, Vanda. Tiếp theo kia kiều cam đó anh chị, 1 giờ kiều cam, 2 3 kiều cam. Đây là hạt đỉnh vàng. Cái này là chung lăng lại con chị, tạm gọi lăng lại. Tiếp theo em không chịu vị rồng, tóc tiên, tiên với đại bạch hạt. Cái này long nhãn, long nhãn. Tiếp theo có một về trúc Phật bà của Tu Mô Rồng giờ nhỏ đó. Cái này cũng gì làm giống chú tâm này hay hơn. Có một về móng rùa này. Cái này là chân rít lên và có một số loại là cái này là hoàng thảo đen công tâm. Có một về trúc mành của anh chị, trúc mành thì của anh chị về trồng lấy mầm gốc đó. Nó cũng không có quá đẹp lắm. Thì cái phần combo cũng khá nhiều loại thế này, 130.000 của anh chị sưu tầm. Thì buổi tối hôm nay bên em cũng có rất là nhiều các mặt hàng để giới thiệu đến cô chị. Cũng cảm ơn cô chị đã bỏ chút thời gian quan tâm theo dõi ạ. Cảm ơn rất nhiều ạ.